toàn khối tham gia cuộc thi. Sau vòng được thể hiện những hình ảnh đẹp của mình trong hoạt động đoàn, trong công tác đoàn. Và cũng qua cuộc thi này thì chúng tôi được tôn vinh những nét đẹp của mình, được ghi nhận và được biểu dương các hoạt động của chúng tôi trong công tác đoàn. Và thật sự tôi cảm thấy rằng hoạt động này hết sức có ý nghĩa và nên được nhân rộng, cũng như nên được liên tục làm cho những năm tiếp theo trong hoạt động đoàn.